cả các em nha. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em cái món cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu thì thường thì ai cũng biết làm đúng không? Nhưng mà cái mình làm sao cho nó cơm nó vừa ngon, vừa đậm đà và nó vừa không bị ngán ha. Thì ở đây là em sẽ có cái nguyên liệu chính này thì nó chắc chắn là phải có cơm rồi. Cơm thì cũng như thường cái cơm chiên các loại. Cơm thì mình chọn cái loại cơm cho nó khô. Gạo á, gạo mà cho nó xốp cơm thì nó mới ngon. Và ở đây thì sẽ nguyên liệu này sẽ cho hai phần cơm thôi. Đây là hai chén cơm lưng ha. Và ở đây thì mình sẽ có lạp xưởng nè. Lạp xưởng rồi ở đây xúc xích nha, tôm khô. Tôm khô có thể là mình chọn cái loại tôm nhỏ tí cũng được. Cái này thấy bự. To thì mình ăn con nào nó đáng con đó luôn. Rồi dưới đây là cái trứng mình sẽ sát hạt lựu để vô mình kèm theo cho nó ngon ha. Và hành lá và ngò gí sắc nhuyễn. Thì mình sẽ có cái phần thịt khìa. Khìa thì thời gian khìa nó hơi bị lâu. Nhưng mà hôm nay là em sẽ hướng dẫn cho chị và các bạn làm cái thịt này nó rất là nhanh mà nó vừa lại thấm vô trong đây nó rất là ngon luôn. Thì ở đây em sẽ có một khoảng 50 gram thịt thôi ha. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ ướp cái phần thịt này nè. Thì mình sẽ cho một ít dầu hành tỏi phi ha. Và chị mang cái bao tay vô giùm em. Mang bao tay đi, mình sẽ massage cho nó. Kéo hộc tủ ra chị. Và ở đây thì là hành tây băm nhuyễn nè. Hành tây băm nhuyễn mình sẽ cho vô. Và một ít bột ngọt ha. Một muỗng cà phê đường. Và một ít xíu hạt nêm. Rồi mình sẽ cho tiếp một ít nước tương vô ha. Này, một ít nước tương rồi chỉ trộn cho nó đều cái phần đó cho nó thấm gia vị đi. Mình massage cho nó đều. Thời gian của mình ướp cái miếng thịt này không cần lâu, khoảng 10 phút cũng được ha. Hoặc là mình có thể là ví dụ như là mình gấp thì mình cũng có thể là mình đi làm liền cũng được, nhưng mà vẫn thấm ngon ha. Cái thịt nó vẫn thấm đậm đà. Và ở đây thì bắt đầu mình sẽ để cho nó thấm phần đó thì mình cũng đi trộn cơm. Thì trộn cơm cũng như các loại cơm kia thì em cũng hướng dẫn cho chị rồi đó ha. Bây giờ mình trộn cái phần cơm này đi. Và hai phần đó thì muỗng đường lưng và hạt nêm thì cũng một muỗng lưng. Rồi bột ngọt, ngọt cũng vậy, phần 2 muỗng thôi. Rồi muỗng này là muỗng cà phê, một xíu muối chị, một xíu muối vô. Dạ. Rồi cũng có một ít dầu hành tỏi phi nha. Rồi mình cũng cho một ít hành lá và ngò gí vô để cho nó thơm. Rồi một ít tiêu vô, trộn đều cái phần tiêu. Dạ, rồi mình sẽ cho một ít dầu điều nè. Dầu điều này á, mình thắng dầu điều nó rất là đậm đặc ngon ha. Dầu điều mình thắng á, thì để cho cái màu nó đẹp thì dầu không cần nóng quá, vừa nóng thôi thì mình sẽ cho hạt điều vào và nó vừa sôi lên một tí xíu thôi, một dạo hai dạo là mình sẽ tắt bếp tự để nó ra dầu thì cái màu nó rất là đẹp. Chị nhìn thấy không, chỉ có một chút xíu thôi là trộn điều được rồi. Em thì không có thích cái màu sắc nó quá sặc sỡ, ăn nó cũng rất là bị ngán nữa, nên là mình để một ít từ từ. Cái này thì mình sẽ cho mà từ từ cảm thấy vừa mắt thì thôi ha. Rồi bây giờ cái phần thịt mà mình để mà mình khìa đó thì là nó cũng đã thấm gia vị rồi nè. Bây giờ mình bắt chảo lên ha. Mình tiếp tục mình khìa nó, mình khìa cho nó rất là nhanh luôn. Để em ra đũa đi. Dầu thì cũng dầu hành tỏi mình có phi sẵn rồi. Giờ mình sẽ để cái miếng thịt vô. Dạ. Mình làm cho cái miếng thịt nó vàng trước đi ha. Áp cho nó cái miếng thịt nó vàng. Ah.
đó mình sẽ xay cho nó làm cho nó vừa vàng lên đi. Hạ lửa bớt cho nó đừng có bị dăng. Rồi thơm ha chị ha. Bây giờ mình lật bề cho nó vàng bề nữa đi. Đó, chị thấy nó vàng lên ha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào nè. Cho ở đây khoảng 1/2 chén nước vô. Cho nó rút hết cái phần nước đó. Rồi cái phần thịt khìa của mình lúc nãy là mình khìa xong hé hoàn chỉnh. Bây giờ cơm mình cũng có sẵn trộn rồi. Bây giờ tới phần mình chiên cơm. Rồi chị đánh cái phần trứng này ra thì mình sẽ cho dầu hành tỏi vô. Không không chị cho nó vô trong kia kìa. Rồi. Ít thôi, ít thôi. Rồi. Rồi, bật lửa lên đi chị. Đầu tiên là mình sẽ cho cái phần tôm khô. Tại vì cái tôm khô này là nó còn lúc nãy mình chưa có luộc. Thì bây giờ mình sẽ cho nó vô, mình xào cho nó thơm lên. Tới cái phần lạp xưởng. Lạp xưởng thì lúc nãy mình có luộc rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho nó thơm lại. Xúc xích nha. Hành tây vô cho nó thơm nè. Khi mình nghe nó thơm như vậy rồi đó, bắt đầu mình sẽ cho cái phần trứng này vô. Thì ở đây một cái trứng nữa mình cho hai cái phần cơm này. Chị đánh đều nó lên. Rồi nó vừa tơi cái phần trứng ra thì mình cho cái phần cơm này vô. Rồi trộn đều xong thì mình sẽ cho hết cái phần này vô ha. Nhưng mà mình sẽ chừa cái hành lá với ngồi ngồi ý lại. Sau cùng mình để cho nó thơm thôi. Nhìn hấp dẫn ha, màu thì nó không đậm quá ha chị, mà chị mình nhìn thấy nó cũng không có dầu, thấy ngán nữa. Nên mình thắng, nếu mà cái dầu điều này mà nó nhợt quá thì mình bắt buộc mình phải cho nhiều, nhiều thì nhìn thấy cái cơm nó ngán lắm. Rồi cho nó thơm đều, bắt đầu mình sẽ cho cái phần này vô, hết cái hành lá ngần ý. Sau cùng thì mình sẽ cho một ít tiêu. Dạ không chị, cái phần cơm này mình không cho nước mắm nha. Tại vì cái mùi lạp xưởng của nó có thơm mà. Nó cần nước mắm. Mắm vô nó sẽ bán mùi đi.
Rồi cái món cơm chiên Dương Châu mình đã hoàn thành, nhìn hấp dẫn hả chị? Cũng hơi cầu kỳ tí nhưng mà rất là ngon ha. Rồi thì cô chào tất cả các em nha.